thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền Thông Bi thực hiện, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 13:15 thứ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, dạo gần đây chúng ta có theo dõi những bộ phim được trình chiếu trên YouTube, và có một bộ phim của diễn viên Võ Tấn Phát mà trong đó có một nhân vật đã để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng khán giả. Và nhân vật đó là ai? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhé. Xin mời. Xin giới thiệu đến quý vị diễn viên Hữu Đăng. Ngày đầu tiên Hữu Đăng xin gửi lời chào Hương Hương tới quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Nó nói bình thường được không? Nói giọng bình thường thôi. Lần đầu tiên Hữu Đăng xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Giọng bình thường thì rất là đàn ông nha. Cái giọng hồi nãy là mình tập luyện có lâu không? Mình cứ điều cái hơi mình lại. Hả? Có ốc quế sầu riêng hả? Ốc quế sầu riêng thôi. Mình nói từng chữ một thôi. À, mình đâu cần gấp đâu. Tại vì cái giọng này mà nói nhanh là không ai nghe. Trong phim cũng vậy, nên là từng câu thoại của Đằng Đằng nói rất là chậm. Khi mà thành trend rồi Đằng cũng khá là bất ngờ và rất là vui luôn á. Cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ Đằng trong vai diễn thầy bà. Tại vì mình đó là một cái cột mốc trong cái sự nghiệp diễn xuất của Đằng. Từ đó mọi người biết tới Đằng nhiều hơn. Đặc biệt cái sự thay đổi lớn nhất đó là cái lượt like trên Facebook á. Tăng lên rất là nhiều. Hồi đó có 100 mấy 200 thôi, mà giờ thì cảm ơn quý vị khán giả đã được 1k mấy 2k. Wow, đó là một cái, phải nói là một cái thành quả cho một sự cố gắng trong một thời gian dài. Và Đằng có nghĩ là ngày hôm nay khi mà đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao sẽ có một bạn fan đến đây để gặp gỡ và giao lưu với Đằng. Really? Yeah. Ồ, vậy thì là quá hạnh phúc luôn rồi. Và ngày hôm nay thì chắc chắn như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ chào đón một bạn fan, một người mà thực sự yêu thích Đằng và mong muốn được gặp Đằng. Bạn ấy đã đến đây và ngay bây giờ hãy cùng chào đón bạn ấy nha. Xin mời. Wow. Hello em. Wow. Trời ơi, con gái nhà ai xinh đáo đẻ. Trời. Em vẫn không thể tin được. Em đi có phải đồ của em bây giờ. Nope. Thôi em đừng làm anh rung em. Chúng ta sẽ dành thời gian để cho bạn có thể gửi lời chào đến tất cả mọi người. Em hãy giới thiệu một tí về bản thân mình cho anh Đằng cũng như là quý vị khán giả có thể dễ dàng và giao lưu. Vâng ạ, chào anh MC, chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Mình là Mộc Miên, mình 22 tuổi, đang là một người dẫn chương trình gọi là nghiệp dư thôi. Và mình là fan của anh Hữu Đăng. Wow. Phải wow luôn đúng không? Mẹ mình nghe giọng bạn là bạn ở Hà Nội. Em ở miền Bắc không phải Hà Nội, nhưng mà em ở đâu thì em cũng hướng về anh Hữu Đăng. Wow. Trời ơi. Có những cái từ mà làm cho người ta đổ ngay đây đây nhờ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa bạn Mộc Miên và Hữu Đăng. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng ngồi xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với nhau nha. Xin mời. Và chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Rồi, cho anh hỏi nè, từ bao giờ mà em mến mộ và yêu thích Hữu Đăng? Thật ra thì em biết anh Hữu Đăng khi mà anh Hữu Đăng là quán quân của một chương trình trên truyền hình. Kể từ khi đấy thì em bắt đầu càng ngày càng thần tượng hơn. Cái vai diễn mà em cảm thấy là ấn tượng và em cảm thấy là trời ơi, quá, phải là gọi là quá khích luôn ý, thì là vai diễn thầy bà trong phim Gia Đình Cục Xúc phiên bản Squid Game. À... ở cái vai diễn thầy bà đầu tiên ở phần 1 rất là ấn tượng, bởi vì một nhân vật mà có thể diễn hai vai thì có gặp khó khăn gì trong cái lúc mà diễn xuất hai vai đó không? Đằng nhớ là cái ngày hôm đó Đằng quay là quay cuối cùng, thì mình cũng có ngồi trên một cái ghế mà nó cứng, chứ không phải nó ghế tự xoay như vậy, thì mình phải tự xoay, tức là khi mà quay qua đây là nhân vật nữ, nhưng mà khi mình quay qua đây á là nhân vật nam. Đó, mình khó khăn cái đầu tiên á là mình bị về cái giọng, xử lý cái giọng nói. Thứ hai là về cái vụ xoay tới xoay lui mà cái ghế cứng á, nên là có nhiều cái là xoay cái bị té luôn. Mà mình phải gấp để mà trả lại bối cảnh cho người ta. Phải lẹ, nhiều khi mình làm chưa có được đúng cái mood đó mà mọi người nói là ok rồi, nhưng mà bản thân mình thấy chưa ok. Đối với mình thì mình được quay lại mình sẽ có thể làm tốt hơn. Tại vì mình nhận được cái tình thương của mọi người,
thì bản thân mình phải có trách nhiệm với điều đó. Mình lúc nào cũng phải muốn đem lại những cái điều tốt nhất để mọi người có thể nuôi dưỡng được cái tình thương đó với mình. Nói chung là hy vọng là trong những cái sản phẩm tới thì Đằng cũng sẽ có những cái ấn tượng khác nữa để cho mọi người có thể nhớ đến mình nhiều hơn. Mình có nói về cái bộ phim mà Gia đình cục xúc thì mọi người ấn tượng với Đằng với cái câu mà viral của Đằng đó. Đằng là hay nói bánh mì thôi hả, rồi ốc quế sầu riêng gì đó. Thì ngoài cái bộ phim đó ra thì mọi người có cắt cái câu nói đó lên và mix thành một bài nhạc và cũng đang rất là hot. Em có học theo luôn nhưng mà gọi là cái động tác nó chưa đến nơi đến chốn, thì hôm nay em rất là muốn xem idol của mình sẽ nhảy lại cái bài đấy cho mọi người cùng xem. Bây giờ nhân tiện ở đây thì mình sẽ nhờ chương trình mở một đoạn nhạc đó lên để cho mọi người có thể gợi nhớ lại những cái câu nói rất là quen thuộc nha. Em rất yếu về cái nhảy nên là bây giờ nhảy có gì quên rồi mọi người, quý vị không cảm giùm em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một câu nói quen thuộc của diễn viên Hữu Đằng trong bộ phim Gia đình cục xúc phần 2 Squid Game ngay tại sân khấu của Hẹn hò cùng ngôi sao. Xin mời. Ủa, có bánh mì hơi hả? Hơi, ông quế sầu riêng hơi. Ông quế sầu riêng. Miên đã có thể thể hiện rất là tốt cái bài nhảy này, gửi đến tất cả quý vị. Phần đầu của chương trình thì chúng ta sẽ có một cái màn giao lưu giữa Hữu Đằng và bạn Mộc Miên đây, thì Đằng sẽ phải có một lời hứa với chương trình cũng như là Mộc Miên và quý vị khán giả là làm sao để mình trả lời thật những câu hỏi của Mộc Miên đưa ra. Ok, câu nào mà anh nói là anh trả lời thật thì anh sẽ trả lời. Dạ, câu trả lời đó là cái sự thật của anh. Còn nếu mà câu nào mà anh ngại trả lời thì anh xin nói là xin cho phép cho qua câu hỏi này. Tại vì ai cũng có một cái gì đó mình muốn giữ cho riêng mình. Dạ vâng, em sẽ tôn trọng điều đấy. Anh cảm ơn em. Chắc là em sẽ không làm lãng phí thời gian của mình. Thì thật ra khi mà em theo dõi cái hành trình làm nghề của anh ấy thì có một khoảng thời gian anh Hữu Đằng hơi chững lại một chút xíu. Thì không biết là trong khoảng thời gian đấy thì tại sao lại có cái sự chững lại một chút như vậy, hay đó chỉ đơn giản là một cái sự lấy đà để tiến tới trong tương lai thôi ạ? Về cái vấn đề mà chững lại thì thực sự thì anh cũng nói luôn là trong quá trình anh làm nghề đó, là từ khi bắt đầu cho tới tận bây giờ là lúc nào anh cũng ráng hết sức, ráng hết sức mình trong từng chương trình, muốn một cái điều tốt nhất, đó, đẹp nhất tới quý vị khán giả. Là có thể là cái giai đoạn đó những chương trình anh quay chưa kịp lên sóng. Rồi, đó. Đây là câu chốt ạ. Và cũng có một khoảng thời gian là anh bị mất Facebook. Cho nên là những cái gì mình cập nhật về nghề này nọ mình đi làm á, không có được tới với lại mọi người. Đó thì chỉ có một cái khoảng đó thôi. Tại vì nhiều khi á, mình đi làm mình chụp hình thì nhiều khi cái hình đó mình chưa được sử dụng, chưa được phép đăng lên trên mạng. Thì nó có thể là kéo dài thời gian, có thể vậy. Khi mỗi khi mà Đằng live stream trên các mạng xã hội đó thì có nhiều người hỏi là sao lâu rồi không thấy anh xuất hiện trên TV. Cái mình cũng không biết, tại vì mình đi làm thì cũng làm vậy thôi. Vẫn cũng đi làm. Quay mà đi làm bình thường. Cũng có đi quay chương trình này nọ nhưng mà tại vì chương trình nó chưa có lên. Em rất muốn biết là trong cuộc sống của anh thì ngoài công việc ra thì ai là người mà quan trọng nhất với anh? Mẹ anh. Em biết anh sẽ trả lời câu này, nhưng mà một lần nữa được lắng nghe idol của mình nói là anh yêu mẹ anh nhất, cảm thấy mình còn yêu idol của mình hơn nữa. Về cái việc mà nói yêu mẹ đó thì thật sự là anh ít khi nào nói ra ở trên sóng lắm, tại vì anh không muốn là mình thể hiện cái tình cảm thiêng liêng đó một cách như là đại chúng quá, tại vì đó tình cảm riêng tư của hai mẹ con. Và mẹ cảm nhận được và anh cũng cảm nhận được bằng cái việc là ví dụ như mỗi lần mà đi du lịch hay là đi làm xa một hai ngày thôi là về một cái là chạy vô ôm hôn mẹ. Trời ơi, đáng yêu quá. Đó, còn mẹ là lúc nào cũng rất là take care về cái việc khoảng ăn uống của Đằng. Tại vì bản thân anh là anh ăn uống rất là khó, nhưng mà mẹ vẫn sẵn lòng làm riêng
khẩu phần ăn cho Đằng từng bữa, hỏi là thích ăn món gì để mẹ làm cho, rồi muốn món này làm ngọt hay làm mặn, khẩu vị hôm đó ra sao là hỏi trước rồi bắt đầu mới làm. Bình thường Đằng thích nhất là ăn khô cá sặc hoặc là các loại mắm rồi ăn với cái rau sống gì đó. Đằng nhớ lại coi có bao giờ mà Đằng làm cho mẹ buồn về một cái vấn đề nào chưa? Có một cái kỷ niệm mà Đằng nhớ, đó là cái hồi Đằng còn học lớp 9 á. Cái lúc đó là cái giai đoạn mà mình chuyển cấp, thì nên là tâm lý của mẹ là phải là con phải ráng tập trung vô cái việc học. Nhưng mà lúc đó thì mình ham chơi game, thì bạn dầm mưa chạy xe đạp qua, lúc đó Đằng không xe đạp nữa, để đón Đằng đi chơi game. Mẹ đang rửa chén đằng sau á, cái mẹ mới nói là chơi gì chơi, học đi, chơi gì chơi, gì chơi hoài à. Cái Đằng có nói cương lại là học riết khùng á. Cái là lúc đó là mẹ Đằng đang rửa chén, là mẹ Đằng đập cái sen một cái gì luôn nè. Đó mẹ Đằng mới nói là trời ơi, kiểu mà cho nó ăn học mà bây giờ nó nói chuyện với mình như vậy đó. Nhưng mà mẹ không có đánh. Mẹ nói xong câu đó là mẹ ngồi yên ở sàn nước vậy đó. Rồi cốt cuộc là có đi không? Không. Thì mình đi ra thì mình nói bạn là thôi mẹ tao không cho đi rồi. Nó nhìn cái thần thái, cái mặt mình lúc đó nó cũng hiểu là chắc căng rồi. Tại vì cái chén đập lớn lắm thì chắc nó cũng nghe. Nên nó là nó đi về. Là nó quẹo xe đi liền. Rồi tiếp theo em sẽ quan tâm tới vấn đề gì nữa? Thì em rất muốn hỏi là anh Hữu Đằng đã có người yêu chưa? Thực sự thì về cái việc này đó thì Đằng cũng nói luôn là đây là một cái điều riêng tư. Có hay không có gì thì nó cũng là một cái điều riêng tư của chính bản thân mình. Tại vì Đằng muốn mọi người đến với Đằng là vì diễn xuất, vì những cái vai diễn của Đằng thôi. Đằng là một người xử lý tình huống rất là tốt. Bây giờ mình đưa ra một cái tình huống nho nhỏ nha. Giống như là Đằng có người yêu mà bị người yêu phản bội, chia tay với người yêu rồi. Ok. Sau đó muốn quay lại, quen nhau lại như lúc đầu, thì Đằng sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? Em sẽ là người yêu cũ. Ví dụ em đang quen Hữu Đằng, chia tay Hữu Đằng vì mê anh, nhưng sau đó anh lại thích một cô gái khác, và lúc đó em buồn bã, em quay trở lại gặp Hữu Đằng và em nói Hữu Đằng là muốn quay trở lại. Mình sẽ đến đây với Hữu Đằng thôi, và đừng quan tâm tới anh là ai hết, anh chỉ là một ví dụ thôi. Nhẹ nhàng lại em, mình đang năn nỉ người ta quay lại. Trời, quay lại mình... mà như thanh xà bạch xà vậy. Mình đang năn nỉ, ơi. Rồi, mình đang năn nỉ quay lại với mình đó. Anh thật ra thì lần em không có ý định muốn chia tay anh, nhưng mà tại vì anh ấy lừa em nên là mình quay lại với nhau được không? Không. Anh xin lỗi, anh hơi nói thẳng thắn, nhưng mà thật sự đối với anh á, khi mà anh yêu em thì anh đã đặt hết lòng tin ở em, mà một người khi mà cái lòng tin mình bị đánh mất rồi đó, khó lấy lại lắm. Mà có lấy lại nó cũng sẽ không được trọn vẹn như ngày đầu, và cái cuộc tình mình lúc nào cũng sẽ sống trong sự nghi ngờ. Anh không tình yêu nào cũng có thử thách mà anh, đấy chỉ là thử thách của chúng mình thôi. Thử thách nếu như từ ở bên ngoài tác động vô không nói gì, còn đây tự em tạo nó ra. Anh không thương em sao? Đã từng. Mình cắt nha. Hình như em đưa bé vô đường cùng phải không? Đưa bé vô đường cùng. Không, nhưng mà nếu như ở ngoài đời thì Đằng sẽ xử lý phản ứng như vậy. Khi mà Đằng yêu một ai đó, mình sẽ đặt trọn vẹn hết cảm xúc, lý trí vào người đó. Đầu tiên nhất chính là lòng tin, tin tuyệt đối. Nhưng mà một khi người ta đã lừa dối mình một lần rồi thì cảm giác nó khó quên lắm. Đối với Đằng là một lần duy nhất mà phạm sai lầm thì cũng sẽ khó có thể quay trở lại như lúc đầu hả? Nếu như sự việc đó mình phát hiện sớm, mình nói chuyện với nhau rõ ràng, giải quyết liền ở chỗ đó, chưa nói lời chia tay, thì mình thông hiểu nhau, ok, hàn gắn lại. Còn đã gặp mặt một người khác là trong lòng đó đã không còn nghĩ tới mình nữa, vậy thì mình níu giữ làm cái gì? Nếu người ta đã muốn đi, ok, chấp nhận cho đi. Có đau nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, chứ đừng dằn vặt nhau suốt thời gian dài vậy. Nói chung là đó cũng là một cái cách giải quyết của Đằng, và cũng khá giống với nhiều người. Vậy thì nếu như mà ở trong cái tình huống đấy là thật đi, thì em sẽ không hỏi là anh đã từng trải qua như vậy chưa, nhưng mà nếu là đã từng rồi thì anh nghĩ sao về việc là hai người sẽ quay lại làm bạn với nhau? Làm bạn, nếu như Đằng cảm nhận được cái sự chân thành, Đằng vẫn tôn trọng cái sự chân thành nhất. Dù là trong tất cả mối quan hệ nào cũng vậy á. Nếu như thật sự em bây giờ em muốn làm bạn với anh, ok, chuyện tình yêu mình không nghĩ tới nữa, làm bạn, và điều đó đã xảy ra thật sự với Đằng. Oh.
không phải là người đó phản bội hay cái gì hết trơn á, nhưng mà cảm thấy không hợp nên là mình và người đó chia tay. Một năm sau bắt đầu chơi lại từ từ thông qua những người bạn, cũng phải nhờ những người khác liên kết hai đứa lại với nhau, thì bắt đầu mình mới quen dần, và những cái người đó thân với mình lắm. Tại vì đã thân từng hơn hiểu, người bạn bình thường đã từng hiểu nhau rồi, đã từng là người yêu của nhau cho nên đã từng hiểu với nhau rất nhiều, và bây giờ với cương vị là bạn bè nên là họ thẳng thắn góp ý và họ lúc đó tôn trọng mình lắm. Đây là lần đầu tiên Đằng chia sẻ về cái chuyện tình yêu này nọ. Em cũng như là các bạn khán giả rất là muốn biết xem là cái dự định sắp tới của anh gần nhất sẽ là gồm những gì, và để cho mọi người có thể theo dõi anh một cách gọi là sát sao nhất và không có cái trường hợp là ôi idol của tôi đâu rồi nữa. Thì thực sự Đằng có thể Đằng làm một cái điều này có nghĩa có thể là sinh sao đẻ muộn so với mọi người, tức là dù đã làm nghề lâu khoảng được 6-7 năm rồi nhưng mà mới tạo fanpage đó, trong khi Đằng ấy Đằng thấy tất cả anh chị em của mình đó là ai cũng có một cái fanpage riêng rồi. Đằng muốn đó là một cái nơi là Đằng giao lưu với mọi người, và Đằng cũng sẽ cố gắng để mỗi ngày sẽ có một cái clip về đời sống, rồi clip hậu trường bản thân mình đi quay đi diễn, hoặc là những cái mảng miếng, những cái tiểu phẩm ngắn vui tự mình nghĩ ra, Đằng sẽ up trên đó để mọi người có thể giao lưu và có thể theo dõi Đằng liên tục. Đó, em nghĩ đấy là những điều cần thiết và cảm thấy là đủ lắm cho một một người fan của anh Hữu Đằng rồi. Nếu muốn theo dõi anh Hữu Đằng mỗi ngày xem là anh đang làm gì, xem là anh idol của mình đã phát triển được đến đâu rồi, thì em nghĩ chắc chắn là sau ngày hôm nay lượt cái fanpage đó sẽ tăng lượt like rất là nhiều. Bên cạnh cái fanpage đó thì trong thời gian sắp tới đó có những dự án nào mình đã quay rồi mà mình chưa được cho ra mắt, hay là những cái sản phẩm sắp tới mà Đằng áp ủ không? Thì Đằng cũng đã có quay mấy chương trình, ví dụ như những chương trình về kịch Tết nè, đó là Đằng đã bắt đầu quay từ bây giờ rồi đó, để Tết thì ví dụ em trong giao thừa hoặc là mấy ngày Tết trong mùng Tết đó, thì có cái đến với quý vị khán giả cái gì xem. Rồi những chương trình ví dụ như game show thì Đằng vẫn xuất hiện. Rồi phim Anh Trấn Thành nọ, cũng phim Tết. Hiện tại giống như là Đằng đã từng tham gia hỗ trợ diễn xuất cho rất là nhiều những cái bộ phim của những anh chị em bạn bè của mình rất là nhiều. Có bao giờ Đằng nghĩ là mình sẽ tự sản xuất một cái bộ phim mà cho chính mình đảm nhiệm vai chính? Đằng nghĩ hoài à, tại vì anh chị lớn có sản phẩm mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ đó, nhưng mà khi mà tới lứa của mình, ví dụ như Đăng Khoa Võ nè, rồi Võ Tấn Phát nè, thì những cùng lứa với mình thì cũng có sản phẩm rồi, thì lúc đó mình nhìn thì trời ơi, sao mấy đứa em của mình sao nó giỏi quá, đứa nào cũng có sản phẩm rồi, thì mình cũng mong mình có được một sản phẩm. Nhưng mà Đằng luôn tin là cái điều đó thì nếu như tới với mình nó sẽ tới. Bây giờ mình cố gắng mình làm đủ duyên đủ tiền thì mình cũng sẽ ráng ra một cái sản phẩm nó phù hợp với mình. Và vừa rồi thì mình đã có một cái cuộc trò chuyện phải nói là nó cũng không có quá nặng nề đúng không, nó cũng vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Thì với em thì cái khoảng thời gian vừa rồi thì em cảm thấy như thế nào? Đúng là khoảng thời gian vừa rồi cũng rất là ngắn thôi, nhưng mà em và cả các bạn khán giả nữa cũng đã hiểu hơn một phần nào đó nhỏ thôi, một chút xíu thôi về idol của mình. Cá nhân em thì em cảm nhận là mình cảm thấy khâm phục và thương người idol của mình hơn, thì em thật sự hy vọng anh sẽ có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa trong tương lai sắp tới, và chắc chắn em và mọi người cũng sẽ luôn luôn theo dõi anh. Anh cảm ơn em. Dạ. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang đến với phần 2 của chương trình. Đây là một phần thử thách dành cho các khách mời khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay thì họ sẽ không phải trở thành đồng đội để có thể vượt qua thử thách của chương trình, mà Hữu Đằng và Mộc Miên sẽ là hai đối thủ của nhau. Nếu như em thắng thì em sẽ có một cái cơ hội là yêu cầu thần tượng của mình làm theo cái điều mà mình mong muốn. Còn nếu như em mà thua đó thì em sẽ phải làm theo một lời yêu cầu của thần tượng của mình. Không, Đằng cho Đằng xin phép ngắt lời là nếu như mà thua đó thì hình phạt đó, thì Đằng muốn để cho MC quyết định. Tại vì Đằng không muốn làm những điều đau khổ cho fan mình. Ok, được, Huy sẽ thay mặt cho Đằng. Nhưng mà chưa chắc là Đằng có thể giành chiến thắng ở trong cái phần thi này. Ở đây chúng tôi có 2 quả bóng to và 8 quả bóng nhỏ. Nhiệm vụ của các người chơi là như thế này. Chúng ta sẽ
cho anh mượn nha. Chúng ta sẽ ngồi lên trên quả bóng này và chúng ta di chuyển. Chúng ta di chuyển làm sao để dùng quả bóng lớn này đè lên quả bóng nhỏ và sau đó làm bể bóng thì chúng ta có thể hoàn thành thử thách. Và ai làm nổ tung 8 quả bóng nhỏ thì người đó sẽ giành chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi của Hữu Đằng và Mộc Miên nha. 3, 2, 1, bắt đầu! Hey! Thử thách này một cách trọn vẹn. Xin chúc mừng Hữu Đằng. Thắng thì sẽ có thưởng và ai mà thua thì sẽ phải chấp nhận một hình phạt. Và ngay bây giờ sẽ là hình phạt của chương trình. Lúc đầu thì Hữu Đằng có nói với mình là nếu như mà bạn Mộc Miên thua thì Huy sẽ là người ra thử thách. Thì bây giờ ta sẽ đến với một hình phạt, đó chính là soi gương. Bạn sẽ phải làm tấm gương, còn Hữu Đằng là người thật. Khi Hữu Đằng tạo dáng nào thì bạn phải làm đối diện lại y chang như vậy. Okay. Hiểu không ạ? À? Bây giờ okay. Hai bạn hãy nhìn đối diện nhau, hài hước lên nha Đằng nha, vui nhộn lên nha Đằng nha. Vô làm. Rồi ok, xin mời Hữu Đằng vào vị trí này ạ. Ủa? Rồi bây giờ em muốn cứu không? Anh sẽ cứu em vô đây anh ra đó. Thế em. Dạ được. Ok, vậy bây giờ mình sẽ tạo một cái dáng gọi là múa ba lê đi. Tiếp tục, giống là được. Ra chơi đi em. À dạ, em sẽ cứu ba đồ của em. Mệt quá, bây giờ Hữu Đằng ra. Làm tạo dáng đi Hữu Đằng. Anh làm một cái đơn giản thôi cho mình kết luôn nha. Đơn giản quá. Trời ơi. Làm đi. Anh ơi, anh bị thương fan lắm. Cuối chương trình rồi, bắt đầu mới lộ mặt thật ra. Thôi bây giờ một cái dáng nào đó dễ thương để mình chào quý vị khán giả luôn nè. Rồi nè. Rồi. Cái tay. Ngày hôm nay khi mà hai bạn tham gia vào cái thử thách này của chương trình thì
hai bạn cảm thấy như thế nào? Rất mệt nhưng mà rất là vui được gặp một bạn fan rất là dễ thương. Còn Một Miên thì như thế nào? Hơi mệt xíu nhưng mà vui. À, ngày hôm nay khi mà đến với chương trình thì hai bạn cũng sẽ có một cái phần quà nhỏ nhỏ từ Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đây, một món quà dành cho Một Miên. À dạ, cảm ơn. Đây là của Hữu Đằng. Vâng, và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao với khách mời Hữu Đằng và bạn fan Mộc Miên cũng rất là dễ thương trong chương trình ngày hôm nay. Và chương trình được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau. Chưa từng thấy một cái cuộc hẹn hò nào mà nó cực nhọc, nó đổ nhiều mồ hôi như cái cuộc hẹn hò này. Nhưng mà những cái trò chơi đó rất rất là vui. Hy vọng là idol của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để có thêm nhiều sản phẩm cho mọi người cùng đón xem và luôn ủng hộ idol của mình. Mình được gặp trực tiếp để mình nghe được tiếng nói của fan của mình, để mình có thể mình thay đổi, mình cố gắng càng ngày càng tốt hơn để không phụ lòng yêu thương của tất cả các bạn đã dành cho Hữu Đằng.